Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hỏi Phát Hiền. Đến với list account rơ bán hôm nay, mình sẽ lên sàn cho mọi người một account tiêu giao server huyền tố nha. Account Maybach S650L. Account này sở hữu lượng xanh là 27k xanh, đây là các thuộc tính. Điểm trang bị là 1.264k trang bị, các thuộc tính. Thuộc tính chính của account này là độc công 31k4, xuyên thích là 12k3, giảm xuyên thích là 4k5. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi đồ trên người nha. Account này hồi xưa tên là Lê Xuân Hùng, Hùng Đại Ca, Trùng Long Ngọc cố định. Chân giới. Trùng lâu thủ không cố định. Trùng lâu kiên siêu cấp. Trùng lâu phản. Ám khí 8 sao toàn mỹ 1172. Long văn 9 sao. Lệnh bài 3 dòng nội công cơ bản 10%, có chiêu bị động là Tu La Lâm Thế. Võ hồn toàn mỹ 893 điểm. Hiệp ứng cấp 100. Chân nguyên của mình là full chân nguyên vàng 9 nha mọi người. Thần đỉnh bên thể lực là tầng 8, bên thuộc tính là full tầng 9. Bảo giám là cấp 70. Võ ý là cấp 110. Thần khí là 9 sao, thần ẩn. Thú cưỡi là có cánh đen, cánh hồng, cánh vàng, niên thú lôi đình. Bét thì có củ lê phụ thể nè, và những con bét BK cao quyết tế gì cũng có đủ cả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi tủ đồ, tủ thời trang và cuối cùng mình sẽ đi test đam nha mọi người. Đồ. Và trong gương thì mình còn giảm kháng này, giảm kháng xấu này, kháng độc rồi này, phiếu 7, phiếu 6 này, các thứ. Rồi, bây giờ mình đi test đam thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ test đam nha. Đây là vàng đặc trao của Long Kỳ. Khá là mạnh. 1.487 trang bị. Bộ ý cấp 140 mà bộ ý cao nhất các bạn chắc ạc là X7-7. Đây thì bộ ý cấp 148 rồi. Chỉ còn 2 cấp nữa là má rồi mọi người. Đó là dữ rồi người. Rồi bây giờ mình test đam nha. Thì ra bé 1 của chúng ta dao động từ 6 cho tới 7 ít. Trùng thì cũng khá là nhạy luôn. Rồi ok. Thì account này đang có giá giao bán full account là 125 triệu nha mọi người. Bạn nào có mua thì mình có liên hệ qua fanpage Hỏi Phát Hiền hoặc để lại dưới comment của video clip này nhé.
Và account này là server huyền tố đại thế giới 1, đại thế giới hội tụ các siêu boss luôn. Ví dụ như là Sam, Cảnh Diệu, các thứ vân vân đều tụ họp ở đại thế giới này cả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip, và nếu mọi người thấy thích nhân vật này cũng như là video clip này thì hãy để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video clip kế tiếp của Hội Phát Hiện. Bye bye.